Hello, xin chào các bạn. Mình là quên. Hello, mình là Điểm Cute đây. Mình xin chào tất cả các bác, các anh, các chị và các em nhá. Hôm nay mình ra một cái clip nói chung là động nhất vô nhị. Tối hôm qua mình phang mấy con lô, thế là vay mất hơn 6 triệu. Thế là hôm qua là vợ nó bật quần áo vứt áo này, sáng nay ra xin được mấy quả đu đủ. Đấy, giờ mình mới dám ăn sáng này. Mà ăn sáng mà bây giờ trời thì 3-4 giờ chiều rồi mà mình mới được ăn sáng. Đấy, giờ mình mới dám ăn sáng này. Mà ăn sáng mà bây giờ trời thì 3-4 giờ chiều rồi mà mình mới được ăn sáng. Đấy, nếu mà thế này là mình ăn luôn cả tối, luôn cả trưa cả tối. Có mấy tí đu đủ này thôi. Đấy, mà bây giờ vợ nó vẫn đang tìm thì nó đòi, nó đánh. Đấy, khổ không? Các bác thấy em có khổ không? Ôi, nói chung là em thì cũng chưa làm... thấy bọn nó bảo làm vlog vlog gì em chẳng biết vlog nó là cái chó gì, thì hôm nay em làm phát vlog thì nó là thế nào đấy. Thì nói chung là bây giờ tiền không có mà mình cứ suốt ngày đánh nô đề thế này thì nói chung là có khi chỉ có dưới âm phủ là nó chứa mình thôi, đúng không? Thế cho nên là các bạn mà yêu quý mình ý thì sẽ ủng hộ mà đăng ký kênh cho mình để mình kiếm tiền bằng YouTube. Mà không biết thấy cái anh YouTube và anh Google dạo này là nó spam biết hay là scam, nhưng mình đại khái mình không biết tiếng Anh. Nhưng mà mình thấy bọn nó bảo sờ lấy cam gì ấy, hay là vừa lấy cam gì ấy, tức là kênh kiếp hay chết. Thế nhưng mà hôm nay mình quyết định mình bảo thằng cháu mình làm cho mình cái Phu nờ mèo hay nó gọi được cái gì mèo. Đại khái là mèo. Thì xong nó bảo là ông ơi, cháu hãy lập cho ông cái kênh ông có Gmail vào, mèo mèo là cái tiên sư mày, tao chỉ có nuôi mèo thôi. Đấy, thế bây giờ nó bảo ông cháu nó lập cho ông cái Gmail để ông làm kênh, nhưng mà thấy cháu nó bảo khó khăn lắm, bảo nó có người 14-15 năm mình chưa được bật kiếm tiền, mà mình chả biết bật kiếm tiền nó là thế nào ấy. Thì nói chung là tất cả khán giả mà ủng hộ mình để mình cố gắng bật kiếm tiền cái, chứ cuộc đời mình mà cứ đi đánh cờ đánh bạc thế này thì khổ quá đấy các bác ạ. Thì mình cũng không biết hay giờ thì lần đầu tiên thì mình cũng xin chào tất cả các bác, các anh, các chị và các em nhá. Thì cố gắng ủng hộ mình để mình ra những video cho nó thật chuẩn mực với cái của anh Google, không có lại bị sờ đại cam rất kỳ là vất vả nhá. Thôi thì mình chào tất cả các bạn nhá.